đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình tiếp tục với video là chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn về cách nuôi hamster nha. Và cái nội dung hôm nay là mình sẽ nói về cái vấn đề mà có liên quan đến hamster sinh sản nha các bạn. Có rất là nhiều bạn hỏi mình luôn. Đấy, các bạn nhắn tin vào fanpage Zalo rồi Facebook rồi các thứ kiểu luôn và hỏi mình rất là nhiều về cái hamster sinh sản luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ tóm gọn trong cái video này để cho các bạn gọi là dễ dàng gọi là áp dụng nhất luôn nha. Ok. Thì nói chung là trong cái video này thì những cái thông tin mà mình chia sẻ trong cái video này là đều rút ra từ trong cái quá trình mình nuôi hamster sinh sản thôi. Đấy, tại vì hồi khoảng 1 hay là 2 năm trước thì mình vẫn có nuôi hamster sinh sản các bạn. Cho nên là mình cũng biết khá là cũng biết sơ sơ. Đấy, cũng biết khá là nhiều. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn, và nếu như mà các bạn thấy ok thì các bạn có thể thực hiện theo để áp dụng trong quá trình các bạn nuôi hamster sinh sản. Còn nếu như mà có thấy thiếu hay là cái gì đó thì các bạn có thể là inbox ở phía dưới để mình có thể là cải thiện thêm nha. Ok, và cái câu hỏi đầu tiên mà mình thấy là cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình đó chính là về cái khi mà các bạn ghép hamster thì các bạn thường hay hỏi mình đó là có nên ghép cùng khác dòng hay là không để khác dòng hamster. Đấy, có nghĩa là sao? Vì thì hiện tại trên thị trường thì nó có khoảng là 4 dòng hamster nha các bạn. Thứ nhất là Bia nè, Robo, Winter White và Campbell. Đấy, thì các bạn hỏi mình đó là có nên ghép khác dòng không, và đặc biệt là giữa Campbell với lại Winter White thì các bạn thường hỏi nhất là về hai cái dòng đó. Thì mình khuyên các bạn luôn là khi các bạn nuôi thì các bạn hãy ghép cùng dòng nha. Đấy, còn cái việc mà ghép giữa dòng Winter White với dòng Campbell nó có ok hay không thì cái đó là mình không rõ. Đấy, nhưng mà mình khuyên các bạn là ghép cùng dòng. Vì sao? Vì khi mà ghép cùng dòng thì nó sẽ dễ dàng hơn các bạn. Vì sao? Vì cùng dòng thì nó sẽ gọi là dễ giao phối hơn đó, dẫn đến việc là cái tỷ lệ nó sinh sản ra con thì nó sẽ cao hơn, đồng thời là nó sẽ không có bị gọi là bị lai nhiều các bạn. Ví dụ như các bạn lông của cái dòng Winter White thì nó rất là đẹp các bạn. Đấy, cái lông nó dạng như rất là mịn, rất là bóng, rất là đẹp luôn. Còn cái dòng Campbell thì mình thấy thì cái lông nó không có được đẹp bằng cái dòng Winter White nha các bạn đó. Và nếu như mà các bạn ghép giữa hai dòng khác nhau thì có thể dẫn đến là nó lai, rồi nó sẽ ra cái màu, rồi cái lông nó sẽ không được đẹp cho lắm. Nói chung là cái gen của con nó sẽ không được ok. Cho nên là mình khuyên các bạn là ghép cùng dòng nha. Còn đối với Winter White với lại Robo đó thì cái đó là hiển nhiên là các bạn không thể nào ghép chung rồi. Thì Robo với lại Bia là hai cái dòng nó lại là khác nhau hoàn toàn, cho nên là các bạn không thể nào ghép chung nha. Còn Winter White với lại Campbell là các bạn thường hay hỏi mình nhất luôn, và mình khuyên các bạn là nên ghép cùng dòng, đừng có ghép khác dòng nha. Và các bạn nào mà chưa biết dòng hamster thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên Google nha. Đấy, trước khi mà các bạn nuôi thì các bạn nên tìm hiểu dòng hamster và tên của hamster nha. Dòng hamster và tên của hamster là hai cái nó khác nhau, cho nên là các bạn đừng nhầm lẫn với nhau nha. Ok, và cái câu hỏi tiếp theo là cũng khá có nhiều bạn quan tâm là cái khoảng thời gian mà từ khi mà hamster nó mới sinh ra đến khi mà nó trưởng thành, đến cái độ tuổi mà nó sinh sản thì khoảng bao lâu thì mình có thể ghép được con đực và con cái nha. Ok, thì cái này thì mình sẽ nghiêng về con cái nhiều hơn nha các bạn. Đấy, tại vì con cái thì cái vấn đề sinh sản thì con cái nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Đấy, con đực thì nó có chung là nó chỉ giao phối thôi chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, đấy, và ok, thì cái khoảng thời gian thì mình nói là từ cái thời gian mà hamster nó mới sinh ra luôn nha các bạn, đến khi mà nó có thể ghép với nhau để mà sinh sản thì các bạn lưu ý cho mình là khoảng là 3 tháng. Đấy, khoảng 3 đến 4 tháng nha các bạn. Đấy, đối với dòng Bia thì các bạn khoảng 4 tháng nha. Thì các bạn hãy cho nó ghép với nhau. Đấy, chứ các bạn đừng có cho nó ghép sớm quá. Ví dụ như là khoảng 2 tháng mà các bạn có cho nó ghép với nhau để mà sinh sản thì lúc đó là con cái nó còn rất là nhỏ. Đấy, và cái gọi là cái sinh lý với lại cái cơ thể của nó chưa có hoàn thiện hết á, cho nên là các bạn đừng có ghép nha. Ghép thì nó vẫn sinh sản đó các bạn, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến một điều như là ví dụ như là khi mà nó sinh ra mà nó còn nhỏ quá thì dẫn đến cái hiện tượng là nó sẽ không nuôi con. Đấy, hoặc là con của nó sẽ bị dị tật, hoặc là bị yếu, hoặc là bị gọi là bị đẹt á, là cái con của nó bị nhỏ hoài không có lớn á. Thì các bạn lưu ý cho mình nha, là khoảng 3 đến 4 tháng. Đấy, tốt nhất là 4 tháng. Thì nói chung là các bạn cứ nó còn nhỏ quá thì các bạn cứ nuôi cho nó lớn đi. Đấy, khoảng 4 tháng các bạn ghép là ok nha. Đấy, chứ các bạn đừng có gấp quá nha. Gấp quá thì sẽ ảnh hưởng đến con rất là nhiều, và đồng thời là ảnh hưởng tới sức khỏe của con cái rất là nhiều luôn. Và con đực thì các bạn cũng có khoảng 3 đến 4 tháng các bạn hãy cho ghép với con cái nha. Ok. Và khi mà các bạn cho con cái nó sinh sản thì các bạn lưu ý giùm mình nha, là các bạn cho nó sinh sản khoảng là 3 đến 4 lần thôi nha. Thì các bạn ngưng ghép với con đực để cho nó giao phối và sinh sản tiếp nha. Bởi vì sao? Vì khi mà con cái nó sinh sản nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến con cái rất là nhiều. Đấy, đồng thời là có thể là ảnh hưởng đến tính mạng của con cái luôn. Đấy, ví dụ như nhà bạn nào mà có nuôi heo nái đâu đó thì các bạn cũng biết rồi đó, thì người ta sẽ cho sinh sản một đến một độ tuổi, đến một số lần nhất định thôi. Thì đối với chuột hamster thì nó cũng tương tự vậy, các bạn cho nó sinh sản khoảng 3 đến 4 lần là vừa nha. Đấy, thì các bạn ngưng, đừng cho nó sinh sản
nữa, và các bạn tiếp tục nuôi con cái đó đến khi nào mà nó già thì thôi. Đấy, ok. Còn đối với cái con đực á, thì nó có thể giao phối được nhiều, nhưng mà các bạn hãy lưu ý là cho nó giao phối đến một cái số lần nhất định thôi thì các bạn cũng ngưng nha, chứ đừng có cho nó giao phối nhiều quá thì sẽ gọi là ảnh hưởng đến tụi nó rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn lưu ý cái này giùm mình. Ok, và cái vấn đề tiếp theo đó chính là về cái thời gian mà khi mà ghép con cái với lại con đực với nhau thì đến khoảng bao lâu thì con cái nó có bầu. Đấy, thì cái này là có rất rất là nhiều bạn hỏi mình luôn, và những bạn nào mà hỏi đến vấn đề sinh sản thì thường là các bạn sẽ hỏi về cái câu hỏi này nhiều nhất. Đấy, thì hôm nay mình sẽ gọi là chia sẻ cho các bạn câu hỏi này luôn nha. Đấy, thì cái vấn đề mà từ khi mà các bạn ghép con đực với con cái lại với nhau thì khoảng bao lâu thì nó mới giao phối và sinh có bầu á. Đó, thì cái này là còn tùy theo hên xui nữa nha các bạn. Đấy, thì vì sao? Ví dụ như các bạn ghép con đực với con cái như thế và các bạn thấy nó giao phối luôn. Đấy, cho các bạn thấy nó giao phối luôn thì chưa chắc là nó có bầu nha các bạn. Tại vì sao? Vì khi mà nó giao phối á thì có con á thì nó sẽ giao phối một lần thôi. Đấy, thì con cái nó sẽ có bầu liền. Đấy, có con thì nó sẽ giao phối thì khoảng là 2 đến 3 lần, thậm chí là 4 lần thì con cái nó mới có bầu được nha. Đấy, và cái khoảng thời gian mà nó bắt đầu gọi là có bầu á thì cái đó là cùng tùy theo hên xui như mình nói lúc nãy đó. Thì các bạn còn tùy theo tụi nó nữa, cho nên là mình không có biết trước cái thời gian đâu. Đấy, thì nói chung á là hồi lúc mà mình còn mà ghép hamster sinh sản á thì mình cứ ghép con đực với con cái. Đấy, đến cái độ tuổi thì mình cứ ghép con đực với con cái và mình cứ để đó. Đấy, tới khi nào con cái có bầu thì mình tách con đực ra và cho con cái nó sinh sản thôi. Đấy, chứ mình không cũng chả có đón trước được cái thời gian mà nó có bầu hết. Đấy, tiếp theo là cái vấn đề mà khi mà hamster mẹ nó sinh ra hamster baby thì các bạn nuôi như thế nào. Đấy, thì cái này thì mình cũng đã nói nhiều video rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ tóm gọn trong video này cho các bạn dễ hiểu luôn nha. Ok, thì cái trong cái vấn đề này á thì mình sẽ chia ra là hai phần. Thứ nhất á là chuồng với lại là lót chuồng, và thứ hai đó là thức ăn và nước uống, đồ chơi luôn nha. Ok, thì khi mà hamster mẹ nó sinh bắt đầu có bầu á, các bạn thấy bắt đầu nó mà lộ ti và nó có đang mang thai á, thì các bạn tách cái con đực ra. Đấy, các bạn tách con đực ra và để con mẹ nó ở trong một cái là một cái lồng nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đấy, thì các bạn đừng có để lồng bự quá nha. Vì sao? Thì khi mà các bạn để trong một cái lồng hoặc là cái hồ bự quá thì con cái nó sẽ gọi là chăm con á, nó quan sát con nó không có gọi là ok. Đấy, nó không có kỹ, dẫn đến là việc á là con hamster baby á, nó có con thì nó sẽ được bú sữa, còn có con thì nó sẽ không, thì nó dẫn đến là việc chết hamster baby nữa. Đấy, bạn cứ để trong một cái lồng là một cái hồ nhỏ nhỏ như thế này, đấy, để cho con mẹ nó dễ chăm sóc con nha. Và đối với cái phần mà đồ chơi á thì các bạn tuyệt đối là đừng có để đồ chơi gì hết, đừng có để queo luôn đó. Trong quá trình mà hamster nó đang nuôi con á thì các bạn đừng có để gì hết, các bạn chỉ để thức ăn và bình nước thôi. Đấy, và để cho hamster mẹ nó tập trung vào nó chăm con. Đấy, và nó không ham chơi. Ok, đấy, thì về cái phần lồng á thì mình nói rồi. Đấy, và về cái phần lót chuồng đó, cái phần này thì các bạn lưu ý cho mình nha. Đấy, thì có nhiều bạn hỏi mình đó là khi mà nó đẻ thì có thể là lót cát sang hoặc là gỗ nén hay không. Đây là các bạn không nên lót mấy cái đó nha. Đấy, hàng ngày các bạn có thể lót cát sang hoặc là cát bút đi hoặc là cát gì đó thì tùy theo các bạn, nhưng mà hamster mẹ nó đang nuôi con thì các bạn hãy lót mùng cưa cho mình nha. Vì sao? Vì mùng cưa thì thứ nhất là nó sẽ cho con hamster mẹ nó làm một cái tổ đó, một cái tổ nhỏ nhỏ thôi, và có thể là giữ ấm cho hamster baby nè đó, đồng thời là cho hamster baby nó nằm lên cái lớp mùng cưa này thì nó sẽ rất là im các bạn. Khi mà hamster mẹ nó sinh, nó đang nuôi con thì các bạn cứ việc là lót mùng cưa cho mình nha. Đấy, cứ lấy mùng cưa mà lót, mùng cưa nào cũng được, bạn lót mùng cưa thơm hoặc là mùng cưa nén đều ok hết. Đấy, ok, và tiếp theo là cái phần thức ăn và nước uống. Nước uống thì các bạn vẫn cho nó uống nước sạch bình thường như thế này. Đấy, các bạn để bình nước vậy cho nó uống. Ok, còn về thức ăn thì các bạn cũng cho nó ăn thức ăn ngũ cốc bình thường nha. Đấy, và nếu như mà các bạn muốn cho hamster mẹ nó gọi là mập hơn, đấy, nó khỏe hơn, thì các bạn cho mua thêm thức ăn dặm như là sâu hoặc là phô mai hoặc là những cái loại thức ăn dặm thì các bạn cứ để vào chén thức ăn cho nó ăn thêm để cho nó có sữa hơn và nó có gọi là sức khỏe nhiều hơn. Đấy, để mà nó chăm con ok hơn nha. À, quên nữa, và về cái phần lồng thì đấy, nếu như mà các bạn nuôi lồng như thế này thì các bạn phải lại một cái lớp lưới ở phía trên. Đấy, còn lồng sắt thì các bạn hãy cài lại cửa đồ nó kỹ càng một tí nha, để thôi là chó mèo hoặc là rắn gì đó hoặc là chuột cống gì đó nó vào nó ăn hamster mẹ và hamster con luôn thì rất là tiếc luôn đó. Các bạn lưu ý này giùm mình, thì tại vì mình thấy có rất là nhiều bạn bị cái trường hợp này rồi, mà mình đã có làm một cái video rồi, nhưng mà mình vẫn thấy có nhiều bạn bị cái trường hợp mà bị chuột và chó mèo nó ăn hamster á, cho nên là mình sẽ nhắc lại trong cái video này để cho các bạn gọi là cẩn trọng hơn nha. Đấy, lồng đồ thì các bạn phải mua đồ
đẩy kỹ lại nha. Và đó là những cái câu hỏi mà các bạn thường hay hỏi mà khi mà các bạn nuôi hamster sinh sản á, thì mình đã chia sẻ hết trong cái video này cho các bạn rồi. Và nếu như mà còn thiếu câu hỏi gì đó thì các bạn có thể inbox vào fanpage hoặc là Facebook cá nhân của mình, hoặc là bình luận ở phía dưới đấy, mình sẽ, nếu có thể thì mình sẽ trả lời trực tiếp cho các bạn luôn nha. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình ở cái video trước về cái vấn đề mà hamster nó bị tiêu chảy á đấy. Thì cái này thì nói chung là hồi đó giờ mình nuôi hamster thì mình chưa gặp cái trường hợp này, nên là mình gọi là chưa có rõ về cách điều trị cho lắm. Nhưng mà khoảng ngày mai hoặc ngày mốt cái đó mình sẽ tìm hiểu trên Google đấy, tìm hiểu các thông tin ở trên Google, và mình sẽ gọi là tóm gọn lại và sẽ làm một cái video chia sẻ về cái vấn đề hamster bị tiêu chảy cho các bạn luôn nha. Ok, và cái video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Ok, còn các bạn còn thắc mắc gì thì cứ inbox phía dưới nha. Đấy, và nhớ subscribe và đăng ký ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.